bạn nha, hôm nay mình sẽ nấu món đậu hũ nhồi thịt chiên nha mấy bạn. Qua mình nấu nha mấy bạn. Thank you.
Video này kết thúc nha mấy bạn. Xem kênh hay nhớ đăng ký kênh cho mình nha mấy bạn, cho mình một like nha. Tạm biệt mấy bạn.